Rồi thầy sửa tiếp cái đề của bộ giáo dục nha. Clip trước là sửa đến đề 25 rồi, đến câu 25 rồi. Ở câu 26. Cho khối lăng trụ như vậy, đấy là hình thoi. Để xử lý cái đấy nha. Đấy là hình thoi. ABCD cạnh A, BD và cạnh 3. Nó thật ra nó cho là hai cái tam giác nó nhập vô. BD là cạnh 3. Cạnh A. Cứ vẽ nha. Và nó cho hai tam giác nhập lại. Lấy hai đường chéo nhân với nhau. Dạ.
AC với BD đó, 1/2 AC BD. Được chưa? Đó. Cách thứ hai nha, muốn tính diện tích hình thoi thì bằng 1/2 tích hai đường chéo. AC là A, BD là A căn 3 thì bằng cái gì? A bình căn 3/2 như nhau hết, được chưa? Rồi V, thể tích của khối lăng trụ ABCD, ABCD phải phải phải. À, đây là đề của bộ nha, được chưa? Rõ ràng cái hình này người ta ký hiệu theo chiều vòng qua trái xuống dưới lên trên theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, thì thầy muốn em từ giờ cho đi khi làm bài tập á cứ ký hiệu đúng cái chiều đó, cái chiều là chiều quốc tế. À, một số thầy cô cứ ký hiệu A đây rồi tới B bên phải, cấp 2 thì hay làm như vậy, nhưng mà lên cấp 3 là làm đúng, vì cái chiều này là chiều dương, chiều ngược chiều kim đồng hồ mới là chiều dương. Rồi thấy nó để phẩy ở trên không, ABCD ở dưới đáy, nhưng mà A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy nằm ở trên, cứ làm đúng như vậy ha. Tất nhiên có những bài mình phải thay đổi xíu để mình làm mình nhìn hình cho nó dễ. Rồi thể tích của khối lăng trụ thì bằng S đáy chiều cao, tức là S ABCD là chiều đứng không thôi, đứng. Rồi cái nhân cho A phẩy A mình diện tích là bằng nhiêu? A bình căn 3 chia 2 A phẩy A là 4A thì nó bằng nhiêu? 2 căn 3 nhân A mũ 3, chọn phần nào? Chọn đáp án A. Đứa nào mà là chiến binh giải đề thì khi giải đừng bao giờ ghi cái A, cứ số 1 thôi. 1 một cái này là canh tay gian ghi số rồi không ghi chữ ha, vì mình bấm máy thì đâu có bấm chữ. Rồi câu 27, tổng số tiệm cạnh đứng và tiệm cạnh ngang này x bình trừ 1 ở dưới mẫu trên tự là gì? 5x bình trừ 4x trừ 1. Muốn tìm tiệm cận đứng thì cho mẫu bằng không, tìm cận đứng cho cái mẫu bằng không nha, ít bằng nhiêu? Ít bằng 1 cái trừ 1, được chưa? Thay lên tử, thay lên tử. Nếu bằng không thì loại, nếu bằng không loại nha. Thế một tử lên bằng không không? Thế bằng loại, trừ một thế tử lên bằng không không? Không. Dạ. Vậy suy ra có một cái tiệm cạnh đứng x bằng trừ một, được chưa? Là muốn tìm tiệm cạnh ngang thì y tiệm ngang lúc nào cũng là y bằng nha, y bằng lấy x to ở trên chỉ to ở dưới lúc bằng đem 5 khi cả 1 tiệm cạnh ngang y bằng 5. Mấy cái bài có thì tuyệt đối thì phân ra hai trường hợp, những cái bài mà căn của mũ chẵn lấy căn của mũ 2, mũ 4, mũ 6 ra thì tuyệt đối cũng phân ra hai trường hợp thì lúc đó sẽ có hai tiệm cạnh ngang ha. Vậy một cái đứng một cái ngang về tổng số là bao nhiêu? Một đứng một ngang tổng số tiệm cạnh đứng là 2 đúng không? 2 thì mình chọn C. Câu 28, cho cái y bằng A x mũ 3 cộng 3x cộng D cho cái hình
Đó, cái đuôi đi xuống nha, cái hình đuôi đi xuống. Cái đứng không quan trọng, quan trọng là cái ngang mà. Đó, quan trọng cái ngang. Cái đứng quan trọng. Rồi, đi xuống đúng không? Chơi đi xuống. Tên A nó âm. Đó, đi ra A âm, đi xuống A âm. Rồi nè. Để cái chỗ này. Cái đồ thầy Ngọc Quỳnh nó cắt cái trục ô như chỗ nào? Chưa? Đồ thì cắt ngay ô như chỗ nào thì chỗ đó là cái đuôi D đó. Đồ thì cắt ôi thì nó chính là D. Chà. Mà cái D này nó nằm ở nửa trên hay nửa dưới? D nằm ở nửa dưới đúng không? Được chưa? Chà. Nằm ở dưới. Nằm dưới. Suy ra D nó âm. Được chưa? Vậy A âm, D âm, chọn D. Chọn đáp án D. Câu 29. Tại vì tích hình phẳng thì lấy cái đường trên và đường dưới F thì bằng tích phân từ x1 đến x2. Nếu không biết cái gì trên dưới á, để cho thì mình để cho tuyệt đối. Còn nếu biết là trên rồi thì mình bỏ tuyệt đối luôn, y trên trừ y dưới. Đó. Chưa? Nếu không biết là nào trên nào dưới nó không cho thấy hình vẽ thì mình phải lấy tuyệt đối, xong rồi mình xét dấu vào trong dương để nguyên ra ngọn đơn thôi. Còn nếu mà âm thì mình thêm dấu trừ trước để trong đây nó âm thêm dấu trừ nữa biến nó thành dương, vì diện tích luôn luôn dương. Còn nếu nó cho hình vẽ rồi thì mình lấy cái y trên trừ y dưới là xong ha. Rồi. Từ x1 đến x2 bằng bên nha. Từ x nhỏ x lớn là từ trừ 1 đến 2 y trên là trừ x bình. Cái y trên nó đường cong ở trên, chứ cái hình vẽ cái đường nằm trên đó. Cộng 2 trừ cái y dưới x bình chỉ x trừ 2. Dạ. Rồi lấy y trên thì y trên là cái này. Có cái đề để ở tay nha, in ra hoặc là chụp hình ở đâu đó ha. Vậy mình sẽ có là trừ 2 x bình nè, trừ x bình với trừ x bình là trừ 2 x bình. Trừ nên trừ là 2 x, 2 cộng 2 là 4. Dạ, yeah, hiểu không nào? Có dấu trừ nè. Cộng 2 cộng 4 nè. Trừ 2 cộng 2 cộng 4. Rồi. Thì cho thằng A. À, đúng không? Câu 30. Trên lớp 12A7 của thầy á, thì thầy bắt các bạn làm đến câu 30. Nhưng mà đến câu 30 vẫn còn dễ, đúng là đến câu 35 chưa? Đúng. Mà thôi, thấy nó làm bài nhiều quá, mình cắt bớt lại, thầy cắt bớt lại, làm đến câu 25 thôi. Mà tất nhiên IC thì cứ làm quá tốt. Thấy một số bạn học
Online rất là tốt. Lúc đầu sợ đúng không? Về sau phải tập trung nghe, riết nó quen hơn cái gì đó. Thật ra ai mà có thói quen làm việc độc lập rồi đó, nghiên cứu rồi đó, học online thích thú hơn thì mình chủ động thời gian học hơn. Còn đến nơi nào nó học thì phải đúng giờ đúng nhất. Đi chép mệt đúng không? 30 cho cái Z1 bằng trừ 3 cộng y. Cái Z2 bằng 1 trừ y. Được chưa? Cái kêu tính. Cái kêu tính nha. Vậy chứ Z1 cộng với phần ảo Z2. Xin lỗi, cái này là số phức liên hợp của Z2. Rồi, Z1 là trừ 3 của cái ghi vô nè. Z1 là ghi vô. Z ngang là số phức liên hợp của Z2. Z2 ngang là số phức liên hợp của Z2. Và số phức liên hợp tức là cái phần thực, cái hằng số đứng đầu viết lại đây nha, đổi dấu đằng sau thôi, được chưa? Số phức liên hợp đó là chỉ đổi dấu thành đằng sau thôi, bằng nhiêu? Trừ 3 cộng 1 là trừ 2, 1y cộng 1y là 2y. Thì đó kêu phần ảo nha, phần ảo. Phần ảo của trừ 2 cộng 2 suy ra nhiêu? Tính xong lấy phần ảo nha. A. Yeah. C. Phần ảo đi với chia đi nhưng mà chỉ tính số đằng trước thôi. Lấy dấu này ha. Là câu 31. Chứ mình phần được rồi, điểm biểu diễn số phức này là như thế nào? Z bằng cái này bấm máy con làm nha, bấm nhanh cũng được ha. Nhờ thôi mình thử làm tay đây. Được rồi, đây một bình là một bình là một cộng 2ab tức là 4y cộng 2y tất cả bình tức là 2 bình y bình bằng nhiêu? 1 cộng 4y. Hai bình là 4, y bình là trừ 1 nha, y bình phương là trừ 1. Đó, công thức là vậy, y bình phương là trừ 1. Trừ 1 nhân với 4 là trừ 4 thì bằng bao nhiêu? Trừ 3 cộng 4y. Vậy cái tà đồ của nó, cái điểm biểu diễn của nó trên mặt phẳng tà đồ, cái điểm đại diện của nó, điểm biểu diễn của nó trên mặt phẳng tà đồ là cái tà đồ nha. Mình thực ghi trước, lấy số thôi nha, lấy phần ảo số rồi, không lấy chữ y nha. Phần ảo thì sao? Lấy chữ 3, 4, chọn phần ảo. Còn A. Câu 32. Cho vector A bằng 1, 0, 3. Vector B trừ 2, 2, 5 chưa? Tính sức vô hướng này phải tính vector A nhân cho vector A cộng vector B chưa? Thì mình tính vector A cộng vector B trước nha. Vector A cộng vector B là cái gì? Muốn lấy hai vector cộng lại với nhau á thì cứ cộng theo từng cặp. Cái x cộng với cái x. 1 cộng với trừ 2 nha là trừ 1. 0 cộng với 2 là 2. 3 cộng với 5 là 3.
chưa? Và vector A là gì? 1, 0, 3, chưa? Suy ra vector A mà nhân ra vector A cộng B. Nhân này là nhân vô hướng nè, vì nhân xong nó ra số. Còn khi mình bấm máy 1811 tức là lấy tích có hướng á, tức là nhân xong nó ra cái vector mới nó có hướng ha. Vậy muốn nhân vô hướng thì cái nhân hàng dọc thì cộng lại. Vì người ta để A trước thì mình ghi A trước nha. Lấy 1 nhân trừ 1 cộng với 0 nhân 2 cộng với 3 nhân 8. Bấm máy là nhiều. 11 trừ 1 là 10. Xem giống nào. Ok. Owen. No. 3 nhân 8 là 24. 24 trừ 1 là 23. Giờ đáp B ha. À, câu 33. Viết như mặt cầu. Mặt cầu đây tên là S, có tâm Y đây và đi qua điểm M. Điểm Y với tọa độ là 0, 0, 3. Điểm M với tọa độ là 4, 0, 0. Rồi mình phải tính vector Y mà. Vì muốn biết phương trình mặt cầu mình phải biết tâm và bán kính của nó ha. Bán kính nó chính là Y M luôn. Mà muốn tính Y M thì phải tính vector Y M. Lấy M trừ Y, 4 trừ 0 là 4 nè, 0 trừ 0 là 0 nè, 0 trừ cho trừ 3 là 3 nè. Rồi tính Y M thôi. Như bạn nói là căn 4 bình, 0 bình, 3 bình. 4 bình, 0 bình, 3 bình bằng 5. 16, 0, 9 25, căn tập. Vậy phương trình mặt cầu S có tâm Y là nhiều, 0, 0, 3. Bán kính L chính là Y M bằng 5. Phương trình mặt cầu biết sao nhớ. Phương trình mặt cầu chính là bình phương cộng bình phương cộng bình phương bằng cái bán kính này bình phương. Mà 5 bình phương là bằng 25. Nhớ nha. Bằng L bình phương ấy. Cái này là L bình phương này. Được chưa? Rồi trong bài học đơn này là cái gì? Trong bài học đơn là cái gì? X trừ Y trừ Z trừ. X trừ Y trừ Z trừ. Trừ cái gì? Trừ cái tâm. Trừ 0. Trừ 0. Trừ cho trừ 3 tức là cộng 3. Viết còn nghĩa lại xíu. X bình Y bình chà, nhìn thấy không nào? Bằng 25 thì chỉ có AB thôi. Trong một đơn là cộng 3 và A. Đánh A ha.
34. Cho điểm mà ta được là 1, 1 - 1. Ta cho đường thẳng men 3, đường thẳng nha. X cộng 1 chia 2 y trừ 2 chia 2 z trừ 1 chia 1. Rồi nó yêu cầu viết phương trình mặt phẳng. Mặt phẳng nha, thẳng B đi ha. Vuông góc với đường thẳng delta. Rồi qua điểm M. Dạ. Đây là cái mặt phẳng của mình. Cần tìm đó, mặt phẳng này cần tìm đó. Dạ. Ghi bằng với dấu hỏi này, ghi vui vui vậy thôi, ký hiệu cho em biết là cần tìm thôi. Vuông góc để lên tay. Vuông góc trên tay. Đó. Mặt phẳng P này vuông góc trên tay. Được chưa? Mặt phẳng B đi qua điểm mà. Rồi. B à. Thứ nhất cái vector của B thì ký hiệu là vector pháp tuyến của B. Muốn viết phương trình mặt phẳng á cần hai thứ. Thứ nhất cái vector vuông góc với nó. Cái vector mà vuông góc với mặt phẳng. Cái vector mà vuông góc với mặt phẳng là vector pháp tuyến rồi đó. À, cần biết. Dạ. Thế thì lấy ở đâu? Thứ hai là cần cái điểm mới đi qua. Điểm đi qua điểm M có rồi, thiếu cái vector pháp tuyến đúng không? Thì khai thác ở trong đường thẳng delta. Vì mặt phẳng vuông góc với đường thẳng delta nên cái vector chỉ phương thẳng delta là cái vector này nè. U delta. Được chưa? Trên đường thẳng delta nó có cái vector nằm trên đường thẳng luôn. Là vector chỉ phương của đường thẳng. Được chưa? Là ba số này nè. 2 2. Muốn tìm cái vector chỉ phương của đường thẳng delta thì mình lấy ba số ở dưới mẫu của đường thẳng delta. Đây à. Này, u delta là vector chỉ phương delta. Thì vô tình cái vector màu đỏ này nó cũng vuông góc với mặt phẳng luôn đúng không? Thì nó cũng chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng luôn. Được yeah. Vậy vector pháp tuyến của phẳng P chính là vector chỉ phương của đường thẳng delta luôn. Pháp tuyến thì người ta hay ký hiệu là chữ N. Chỉ phương người ta hay ký hiệu là chữ U. Yeah. Chỉ phương là song song, pháp tuyến là vuông góc. Chỉ có mặt phẳng thì mới có vector pháp tuyến. Chỉ có đường thẳng mới có vector chỉ phương. Ha. Rồi lấy luôn là nhiêu? 2, 2, 1. Cắt lên là chấm phẩy qua điểm M ta đổi nhiêu? 1, 1 - 1. Dạ. Rồi mặt phẳng như sao thì lấy cái vector pháp tuyến nó nhân mặt đơn à, mặt phẳng P nè 2 nhân mặt đơn nè, vector pháp tuyến nằm ngoài nhân mặt đơn cộng 2 nhân mặt đơn nè cộng 1 nhân mặt đơn nè bằng 0 nha. Phương trình mặt cầu thì bình phương cộng bình phương cộng bình phương bằng R bình phương. Phương trình mặt phẳng là vector pháp tuyến, vector pháp tuyến, vector pháp tuyến nhân mặt đơn, nhân mặt đơn, nhân mặt đơn cộng lại hết. Nếu ở đây là trừ 2 được chưa, thì đây là trừ 2. Nếu ở đây là trừ 1 thì đây là trừ 1. Được chưa? Rồi trong ba mặt đơn nó là x trừ y trừ z trừ, trừ cái gì? Trừ cái điểm 1 - 1. Trừ cho trừ 1 tức là cộng 1. Và phân phối vào là 2x - 2 nè
cộng 2y trừ 2 nè, cộng z 1 nè, sắp xếp lại vậy là 2x cộng 2y cộng z trừ 2 trừ 2 với 1 là trừ 3. Rồi giống nào? Hai hai một trừ ba giống c đúng không? Rồi câu 35, cô bạn đi làm tiếp, làm cho đến câu 40 ha. Tôi kiểm tra xem cái clip nó đang hoạt động. Vẫn chạy tốt, được 35 phút. Phép tính chỉ phương đường thẳng đi qua hai điểm M này. Đây. Đường thẳng đi qua hai điểm M là chưa? Để vector chỉ phương là vector nằm trên đường thẳng hoặc là song song với đường thẳng. Vậy mình cho vector MN là vector chỉ phương nha. Được chưa? À. Vector chỉ phương. Chưa? Cái kia là chữ U. Là U và MN luôn. Nhiều lên M trừ N, lên N trừ M nha. Thì M N tọa độ trong đề nó có à. 4 trừ 2 là 2, 5 trừ 3 là 2, 3 trừ cho trừ 1 là cộng 1 là 4. Đối với vector chỉ phương nhớ, miễn sao nó nằm trên đường thẳng hoặc là nó song song với đường thẳng là được rồi. Vậy nó quay qua bên phải cũng được, nó quay qua bên trái cũng được, mình lấy một nửa thôi cũng được, mình lấy dài cũng được, miễn sao nó chỉ được cái hướng đi, chỉ được cái phương của đường thẳng là được. Chỉ phương ha, lấy nửa cũng được, lấy dài cũng được. Vậy đây mình có thể cho rút gọn đi cho một, cho hai hết nha, tức là một, một hai. Dạ. Yeah. Giống nào? Giống U3 đúng không? Chọn B. Có thể mình tỷ lệ hoặc đổi hết dấu lại cũng được. Có thể là trừ 2, trừ 2, trừ 4 cũng được. Hoặc có thể là trừ 1, trừ 1, 2 cũng được. Xin lỗi, trừ 1, trừ 1, trừ 2 cũng được ha. Tỷ lệ hoặc là đổi hết dấu lại đều được hết. Ý là tỷ lệ nghĩa là dài ngắn, không sao. Đổi dấu lại tức là ngược hướng lại, không sao. Nghĩa sao cái phương nó phải đảm bảo khi nó tỷ lệ với nhau. Ở đến câu 36 bắt đầu khó dần lên. 36 là bước qua phần 7 điểm, không, 35 câu là 7 điểm, 36 bước qua 7.2 điểm. Rồi cho cái hình này, hình này muốn làm mấy cách, thường thường này sẽ làm 3 cách đúng không? Ai giỏi hình này thì làm cái cách vẽ ngắn nhất, còn ai rốt rốt tí không biết vẽ thì dùng 3 VGS, còn ai cực kỳ giỏi về hình không gian trong tọa độ thì mình tìm tọa độ nó, mình dùng cái hình không gian tọa độ mình xử lý, hiểu chưa? Nhưng mà chung quy cũng phải giỏi hình để mình nhìn được cái tọa độ nó bao nhiêu, mà nếu mình giỏi hình không mình làm luôn cách một rồi ha. Hình thang. Rồi. Đấy là hình thang đúng không? Hình thang là giống hình nâng cân đó. Rồi vẽ cái đáy trước nha. Xử lý cái đáy trước. Hình như nó là ba cái tam giác đều nó nhập lại. Tôi vẽ ba tam giác đều. Đó.
Đó, nó là ba đây, nó đều nhập lại. Thằng này là bẻ ngược, trái là bẻ ngược cũng được. Tại ý với bẻ ngược tức là AB nó dài thôi. Bài này bẻ ngược lại là có mục đích, vì AB là đáy lớn. Nếu vẽ đáy lớn là như đây khó nhìn, mà vẽ đáy lớn như đây nhìn ngược lại là khó vẽ hình, thành ra nó bắt buộc phải chọn chiều. Thầy có nói rồi, thông thường là chiều dày là chiều dương, mà đôi khi mình phải vẽ ngược lại để cho cái hình mình dễ nhìn hơn ha. AB là 2A đúng rồi, AD bằng DC, AD bằng DC bằng CB, M là trung điểm bằng luôn, bằng luôn. Tại sao lại giác nói ba cái tam giác thành là ba giác đều? Chứng minh nha. Xử lý cái đấy chứ. Nè, A, D, C, M. A, D, C, M. Tứ giác A, D, C, M nha. Có AM song song và bằng AM, vừa song song và bằng DC, đúng không? Suy ra là hình bình hành, hình bình hành là có hai cạnh chề bằng nhau, mặt khác hình bình hành ABCM có hai cạnh kề. Còn nói cụ thể là có AM bằng AD, tức là hai cạnh kề bằng nhau sẽ là hình thoi. Chưa? ADCM hình thoi, tức là MC nó cũng bằng A luôn. A. Yeah. Tất cả đều là tan đều hết. Thì đáp được cho bên kia, nó cũng là hình thoi luôn. Vậy thành ra nó là ba tan chất đều nhập lại. Yeah. Rồi. Vậy mời chúng em khoảng cách giữa hai thẳng SB và DM và vẽ hình nha. SB và DM vẽ. Mình đang nghiêng nghiêng qua đây một tí nha. Mấy phải vẽ đảm bảo sao nè. A B phải vẽ sao cho đảm bảo cái này nó bằng đúng cái này nha, bằng đúng rồi đó, được chưa? Bằng đúng cái này luôn nha. Ba nó chắc đều nha. Đây là nhìn chính diện, thành ra nhìn trong không gian hơi nghiêng tí. SA nó phải đây, SA nó cho là 3A. Khoảng 3 thôi cho nó nha, khoảng 3 thôi. Bạn nào làm chạy đề nó nhanh, cứ ghi số nha, 3 thôi. Vì cái clip này tôi sửa là cho lớp 12A7 và 12A1 xem nữa, xem chung nữa. Và mình cứ làm cho nó chuẩn.
Rồi. Ôi, mệt. Ừ. Có em mờ nó hỏi vẻ nha. Bộ bạn đây. Lát có gì làm tiếp. 40 câu rồi. Chết rồi, con này câu 36, ấy câu 37 mà. Thôi lỡ đây làm 37 trước rồi 36 làm sau nha. Rồi. Sao? Có những nhầm lẫn nó nguy hiểm mà có những nhầm lẫn bình thường ha. 37. Khoảng cách hai đường SB và DM. SB và DM. Mình không vẽ mà cũng phải vẽ. Được chưa? Rồi. Bây giờ khoảng cách của hai đường này ta làm sao? Tìm cái mặt phẳng trước đường này và song song với đường kia. Được chưa? À, mặt phẳng trước đường này và song song với đường kia. Để kiếm SB FBC nha. Mặt phẳng SBC đó. Thay cái đường SB bằng mặt phẳng SBC. Tại sao làm được điều này? Vì SBC nó có đặc điểm, nó chứa đường SB và nó song song nên mà. Vì thầy giải thích là vì SBC chứa SB, chứa cái đường này và song song cái đường kia, và SBC song song cái DM. Tại sao SBC song cái DM? Tại vì DM song song với BC nằm trong mặt phẳng SBC. Được chưa? Đường mà song song với một đường nằm trong mặt thì đường sẽ song song với mặt. Đó, thay SB bằng cái mặt phẳng SBC. Rồi. Tiếp tục bàn tiếp. Đổ lại chứ nha. DM vào SBC. Đó. Rồi. Muốn tìm khoảng cách của đường thẳng đến mặt phẳng á thì lấy điểm D thôi, hoặc lấy điểm M thôi cũng được. Đầu nào cho nó dễ. Điểm D thôi, hoặc là điểm M thôi cũng được ha. Thay cái đường thẳng này bằng một cái điểm nằm trong đường thẳng. Lấy M đi ha. Thì lát nữa mình sẽ so sánh với đưa về trên đường cao A. Khoảng cách luôn luôn đưa về trên đường cao. Em quên. M FPC. Được chưa? Rồi, bây giờ tỉ lệ nha. Khoảng cách của điểm M trên SBC đưa về khoảng cách từ A đến SBC bằng này. Rút gọn hết thì còn chữ M ở chữ A nữa. Đúng không? D, SBC, CF. Chà, mình phải tìm một điểm đó mình biết ở đây. Thì muốn tìm ra thì mình lấy bằng A giao với phẳng FBC là đâu? MA giao FBC là đâu? Suy nghĩ MA giao FBC là đâu? B đúng không? Quyết định đây. Quyết định đây. Đó. Bằng MB chia cho AB. Mà M là trung điểm AB đúng không? Nên MB chia AB thì bằng 1/2. Rồi nhân này lên thì khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng FBC bằng 1/2 khoảng cách từ A vào FBC. Thì ra khoảng cách từ A đến FBC thì vẽ đường góc vào mặt phẳng FBC đúng không? Vẽ đường
nguồn gốc. Và mặt phẳng SPC. Chưa A vẽ được đó, còn lại SPC. Rồi. Vẽ hai lần vuông ha. Đây có AC vuông với BC nè. Vẽ hai lần vuông góc. AC nó có vuông BC không? Nhìn đây. Vuông không? Vuông. Tại vì AC nó vuông với DM. AC với DM vuông với nhau vì là hai đường chéo hình thoi nên vuông. Nên AC nó cũng vuông với BC luôn. Được chưa? AC nó cũng vuông với BC luôn nha. Vuông. Được chưa? AC vuông với BC vì DM song song với BC nên AC nó vuông với DM thì AC nó có vuông với BC luôn nha. Vuông BC nha. Tiếp tục vẽ một cái vuông góc thì chưa có vuông nha. AC vẽ vuông góc vào BC chưa vuông đâu vì BC nó nghiêng vô rồi. Nên vẽ một lần vuông góc nữa. Ta có AC vuông góc với lại BC. Được chưa? Tại sao là vì AC vuông góc với DM mà DM thì nó song song với lại BC. Được chưa? Rồi vẽ AH vuông góc với lại SC. Phải H. Được chưa? Rồi, chia ra khoảng cách từ A đến khoảng SBC chính là cái đoạn A H đó. Tại sao? Vì H nó vuông. Thì sao? AH nó đã vuông với SC rồi đúng không? Cho mình vẽ AH nó còn vuông với lại BC nữa. Được chưa? AH vuông góc với hai đường nằm trong mặt thẳng SBC. Và tại sao AH vuông với BC? Vì giải thích trong giải thích nè. Vì BC vuông góc với mặt phẳng SAC chứa AH. Đó. Cái giải thích này nó giải thích cho điều này. Dạ. Rồi, cái gì giải thích nằm trong giải thích vậy? Thế như em giải thích cho người bạn của em đi. Em giải thích cho bạn của em một cái điều gì đó mà nó vẫn không hiểu đó, thế là mình phải giải thích cho cái điều mình đang giải thích đi. Dạ. A của BC, A của góc với BC. Vì BC góc với AC chứa AH. Dạ. Mà tại sao BC vuông góc với AC? Vì BC vuông với A, AC và S, SA H. Rồi giờ tính AH. AH tính dạ. AH bằng cái gì? Căn. AH là đường cao tan giác vuông nào? SAC đúng không? Đó, tan giác vuông SAC không? Bằng cái gì? Trên dấu nhân dưới dấu cộng SA AS bình AC bình. Giờ thiếu AC đúng không? Thì AC nhìn đây, AC có phải bằng hai lần đường cao đoán đều không?
Đoạn này là O đi ha. AC bằng 2 lần AO. 2 lần đường cao tay bèo. Rồi. AC bằng 2 lần AO bằng 2 lần đường cao tay đều. Vì AO là đường cao tay đều mà. Mà đường cao tay đều bằng cái gì? Cạnh nhân căn 3 chia 2. Mà cạnh là A đúng không? 2 chia 2 hết là bằng A căn 3. Dạ. Yeah. Rồi thay số vô. Cái AH bằng cái gì? Bằng gì thay lại nha. AF bằng 3A thì thay số 3 thôi. Thay số nha. AF bằng gì? AF bằng 3, 3 bình. 3 bình. 3 bình nhân AC là gì? AC là A căn 3 đúng không? Và bình lên tức là 3 mà. Rồi bấm máy là nhiều. Căn phân số 3 bình là 9 nên 9 37. 37 ở trên chia ở dưới. 3 bình là 9. 9 cộng 3 là 12. Bằng 3 phần 2. Đâu là 2 phần 2 A. Đơn vị là A ở ngoài nhé. A ở ngoài. Thấy không? Rồi suy ra à. Chưa nha. Đây là A thôi. Suy ra nè. Khoảng cách từ điểm M mới là khoảng cách chính. Được chưa? Khoảng cách SB đến DM. Chú ý lại đâu nha. Nè. Khoảng cách từ SB, SB và DM chính là khoảng cách từ M đến BC. Mà khoảng cách từ BC thì bằng một nửa cái khoảng cách AH bằng 1 phần 2 AH bằng 1 phần 2 cái này 1 phần 2 qua 2 A thì bằng bao nhiêu? 3 phần 4 A. Rồi chọn nào. Đáp A ha. Rồi làm câu 36. Giờ có muốn làm câu này theo kiểu 3 V chế không? Vậy nói chung cũng phải làm cho tới chỗ này. Cũng phải làm cái chỗ này là từ đây giờ đi mới xử lý bằng 3V chép được. Để chưa? Còn đặt trục thì đặt A là gốc tọa độ. Đặt trục nha. A là gốc nè. À tọa độ nè. Dạ. Rồi trục này là trục mẹ liền đi ha. Mẹ quá. Tích ít thì chắc chắn trên là Z rồi ha. Y đi. Chụp ít nè. Ít là vuông góc với màu đỏ luôn á. Nhưng mà vẽ vuông nó kỳ quá không. Hơi xéo xéo xíu. Đó. Đây chụp Z nè. Được chưa? Rồi. Lấy cái hình hồi nãy á. Hình phẳng á. Đặt cái chụp ít ô ít y vào trong đó. Tìm tọa độ tất cả những cái đấy các bạn. Còn cái S này tìm sau. Được chưa? Tập 3 đi. Rồi câu 36. Tôi kiểm tra cái clip của tôi. Mấy phút rồi? 55 rồi đúng không? Rồi là câu 36 luôn. Cho ngẫu nhiên từ tập số các số tự nhiên cùng ba số đều khác nhau.
những số mà đôi một khác nhau đặt tên là ABC ngang nha. Được chưa? Mình có tập số M từ số 0 đến số 9. Đó. A lấy từ trong đám này, B lấy trong đám này, C lấy trong đám này. Được chưa? Rồi. Thì có bao nhiêu số? Số phần tử không gian mẫu nè. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm bao nhiêu số khác nhau được một? Thì chọn A nè. Chọn A. A chọn trước nha. A này khác không. A phải nằm trong M nè. Phải lấy từ 0 đến 9 mà A phải khác không thì A đứng đầu. A xuống đầu A phải khác không. Dạ. Có mấy cách? Từ số 1 tới 9 có 9 cách không? 9 cách. Cách chọn ha. Rồi chọn cái thằng B. Dạ. B cũng phải lấy trong M. B phải khác A. Vì phải khác nhau mà. Đề bài yêu cầu 3 chữ số khác nhau đúng không? Đồ một khác nhau là khác nhau á. Đồ khác nhau là khác nhau nát luôn á. Mỗi cặp khác nhau hết luôn. B bằng không được nha, B không cần khác không nha. Vì cái thằng đứng ở giữa thì số 0 cũng được ha. Và trong M là 10 cách. Cái này có 10 số nha. 10 số đó. B nằm trên M thì có 10 cách chọn. Mà B thì khác A. Là bớt một cách đi, còn 9 cách. Rồi chọn tới thằng C. Chọn C. C cũng phải thuộc M. C phải khác B. Khác A. C nằm trên M là 10 số để chọn. Khác B bớt 1. Khác A bớt thêm 1 nữa. Vậy còn 8 cách. Được chưa? Rồi suy ra N omega tương nhân lại với nhau. 9 x 9 x 8 bằng bao nhiêu? Sáu bốn tám. Được chưa? Rồi. Số được chọn có tổng các chữ số là số chẵn. Thì đều là yêu cầu. Giả thiết suy ra nha. Số được chọn có tổng các chữ số là chẵn, tức là A cộng B cộng C hay là chẵn. Được chưa? A cộng B cộng C phải là chẵn. Suy ra. Vậy bốn này chẵn thì sao? Bốn chẵn nó thì phải.